chào các bạn đã quay trở lại với lại channel của Mẹ Tấm. Hôm nay mình lại đổi món cho cả nhà nè. Mình chia sẻ đến với các bạn một món chay rất là ngon. Nhìn thành phần nguyên liệu thì các bạn đã biết là món gì chưa nè. Đây là một món, nó là một đặc sản ẩm thực của Hội An. Nó có tên là cao lầu. Ai đến Hội An mà bị mê bởi cái món ăn này không ạ? À? Tuy nhiên cái món cao lầu ở Hội An là cao lầu mặn nha. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp và làm món cao lầu chay để cho các bạn đổi bữa cho gia đình của mình nha. Cao lầu ăn kèm với lại thịt xá xíu chay. Mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Mình chuẩn bị nguyên liệu nè. Cao lầu này thì mình mua 1 ký. 1 ký thì dành cho 4 người ăn. Sợi cao lầu thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Mình mua về thì mình sẽ xé từng sợi rời ra. Tiếp theo là nấm đùi gà và heo lát chay. Nguyên liệu này thì mình sử dụng để nấu thịt xá xíu. Heo lát chay thì mình sử dụng hiệu của Âu Lạc. Ngoài ra thì mình còn sử dụng một trái dừa tươi để nấu cái phần thịt xá xíu nè. Đây là rau ăn kèm mình đã chuẩn bị. Trong này thì gồm có giá nè, rồi rau muống chẻ. Ăn rau muống chẻ nó giòn giòn ngon ngon nên là mình chuẩn bị rau muống chẻ để ăn kèm á các bạn. Rồi có cả salad nè, rau thơm đủ loại. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi rửa rau cho sạch nha các bạn nha. Mình rửa rau qua với nước lạnh rồi ngâm lại với nước muối loãng. Sau khi rửa rau, mình đi nấu thịt xá xíu. Mình chế biến món thịt xá xíu từ nấm đùi gà và thịt lát chay. Video nấu món này thì mình đã chia sẻ lần trước. Nếu mà bạn nào cần thì mình cùng xem nha. Link nấu món thịt xá xíu chay mình có để ở phần mô tả. Các bạn cùng xem nha. Hoặc là các bạn có cách làm món thịt xá xíu chay nào ngon và đơn giản hơn thì cùng chia sẻ với mình bằng cách làm để những cái bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng tham khảo những cách làm mới để những món ăn của mình được đa dạng hơn nha. Cao lầu là một món ăn đặc sản của Hội An. Tuy nhiên để làm nên một cái tô cao lầu đúng nghĩa thì phải có đầy đủ các nguyên liệu, phải chỉnh chu từ thịt xá xíu cho đến nước chan. Ăn kèm với lại rau sống thì đầy đủ các vị như là xà lách, rau thơm, rau quế, rau ngò, giá các kiểu. Và điều đặc biệt là không thể thiếu miếng ram cao lầu, chiên lên khi ăn thì giòn rụm, béo béo. Sau khi mình chuẩn bị xong phần thịt xá xíu thì bây giờ mình sẽ qua xử lý phần cao lầu nha các bạn. Cao lầu thì mình tách từng sợi. Sau khi mình tách từng sợi cao lầu như thế này rồi, bây giờ mình sẽ đi hấp cao lầu. Ăn bao nhiêu thì hấp bấy nhiêu nha các bạn nha. Mình sẽ hấp trước một phần nè. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi và một xửng hấp như này. Mình cho cao lầu vào xửng. Mình đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 5 phút là được nha các bạn. Trong khi mình hấp cao lầu thì bây giờ mình sẽ đi cắt lát thịt xá xíu nha các bạn nha. Thịt xá xíu chay của mình rất là thơm, nấm đùi gà thì có độ dai. Chắc hẳn rằng cái tô cao lầu của mình sẽ rất là đặc biệt. Chưa gì mà mình đã đói bụng rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ cắt chanh để tí nữa mình vắt lên cao lầu nè. Cái món này thì không thể nào mà thiếu được một cái chén nước tương ớt tươi đúng không các bạn? Mình có cắt lát ớt xanh và đỏ cho vào chén nước tương.
Ram cao lầu mình đã chuẩn bị, bây giờ mình sẽ cho lên chảo dầu và chiên nha các bạn. Cao lầu sau khi được hấp chín thì mình cho ra nè, mình chuẩn bị rau ăn kèm các loại rồi cho cao lầu lên. Tiếp đến thì mình cho thịt xắt xíu lên nè. Mình không quên chan một ít nước dùng của thịt xắt xíu lên tô cao lầu nha các bạn nha. Trời ơi, hấp dẫn chưa kìa, đói bụng không các bạn ơi? Chứ mình thì nó biểu tình trong này rồi nè. Nhanh tay lên và dùng thôi nào. Rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Vừa ngon mà kiểu vừa đẹp mắt nữa. Các bạn có cảm thấy thèm cao lầu không ạ? Đổ địa chỉ đi, mình ship cao lầu nóng hổi luôn nè. Như vậy là chiếc video ngày hôm nay mình chia sẻ món cao lầu chay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha. Nếu mà thấy thích thì cho mình một nút like và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mẹ Tấm làm kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.